Không phải là năm đầu tiên tổ chức trại hè thiếu nhi, nhưng chưa bao giờ công tác tuyển sinh cho các khóa học hè tại Thành đoàn Hà Nội lại khó khăn như năm nay. Trong tháng 5 năm 2024, liên tiếp các trường hợp phụ huynh đến đây xác nhận việc nộp tiền mua sản phẩm để cấp học bổng khi tham gia trại hè. Có những người may mắn được xác nhận trước khi mất tiền, nhưng cũng có không ít người mất đến gần 1 tỷ đồng mới đến hỏi để cứu vãn tình hình. Trong năm 2024, một số các fanpage rất có uy tín của chúng tôi đã bị các đối tượng đánh sập và lấy toàn bộ các tư liệu hình ảnh đó để đăng tải trên các mạng xã hội. Và điều này cũng gây thiệt hại rất lớn cho trung tâm của chúng tôi cũng như là tới các bậc phụ huynh. Mới đây, cả xã hội cũng rúng động trước vụ việc 155 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng lực lượng chức năng Lào bắt giữ. Các đối tượng này sử dụng Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, từng bước tạo dựng mối quan hệ để lừa đảo đầu tư kinh doanh trên mạng. Chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Những thủ đoạn của các đối tượng thì ngày càng tinh vi. Nếu không tự trang bị kiến thức và nâng cao cảnh giác, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Thì thông qua phiếu khảo sát trực tuyến, các đối tượng có thể lấy dữ liệu cá nhân của người dùng. Với việc kết nối qua Zalo, Telegram, các đối tượng thậm chí có thể thao túng tâm lý để chiếm đoạt các cái thông tin nhạy cảm cá nhân khác, chẳng hạn như tài khoản mạng xã hội, tài khoản thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc là lây nhiễm mã độc thông qua các cái kênh giao tiếp như là Zalo, Telegram hoặc cũng có thể đưa người dùng sang các cái kịch bản lừa đảo khác nữa. Dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng các vụ lừa đảo trên không gian mạng vẫn liên tiếp xảy ra với quy mô ngày càng lớn. Chế tài xử lý thì đã có, nhưng trên hết, người dân vẫn phải tự nâng cao cảnh giác, đừng để lòng tham làm mất đi lý trí.